Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món gà kho gừng và món huyết xào giá hẹ. Ở đây thì mình sẽ dùng là khoảng 700g thịt gà. Mình đã chặt ra thành miếng vừa ăn rồi nè. Giá với hẹ thì hai thứ này mình dùng tầm khoảng 500g. Khoảng 400g huyết heo. Khi mua về thì mình sẽ rửa sạch. Sau khi rửa sạch xong rồi thì mình sẽ cắt thành miếng vừa ăn như thế này. Rồi trần sơ qua nước sôi rửa lại một lần nước nữa nha các bạn. Rửa lên một đến hai lần nước cho nó sạch đó. Rồi mình có gừng nè. Gừng thì dùng nhiều ít là tùy thôi các bạn. Mình thích ăn nhiều thì mình sẽ dùng nhiều nha. Cái này mình dùng tầm khoảng 100g. Gần khoảng 100g. Một ít đầu hành. Để hồi mình sẽ xào giá hẹ. Rồi khoảng một muỗng canh tỏi băm. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Tiếp theo mình sẽ để ướp gia vị vào đây nha. Mình cho vào đây là một muỗng canh đường. Do là món kho nên mình sẽ nêm nó hơi đậm đà một chút nha các bạn. Để đôi khi mà mình để thì sẽ được lâu hơn. Còn mình kho kiểu lạt lạt thì đồ ăn mình để không được lâu. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nửa muỗng cà phê muối. Giờ mình sẽ cho một ít gừng vậy thôi. Khoảng 1 phần 3 lượng gừng nha. Dầu hào. Gà kho gừng thì mình sẽ cho thêm miếng dầu hào để cho nó ngon. Khoảng nửa muỗng canh dầu hào. Nửa muỗng canh nước mắm. Mình cho vào đây một muỗng canh tương ớt. Để giúp cho màu đẹp thì mình sẽ dùng thêm ít nước màu nha. Nước màu này mình dùng loại của mật mía của Biên Hòa. Mình thích đậm thì mình cho nhiều. Nhưng mà ban đầu thì các bạn cho chút xíu thôi. Rồi nếu như mà nó thiếu thì mình cho thêm. Và khi mình lỡ tay mình cho nhiều quá nó đậm đen lắm. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên và các bạn ướp cho mình khoảng 15 phút là được rồi. Để trong ngăn mát. Cái này cũng không cần ướp lâu nha. Mình cho một ít dầu ăn vào nồi nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho tỏi vô nè. Phi cho nó vàng thơm lên. Sau khi nó thơm lên thì mình mới cho gừng vô. Mình xào cho gừng nó thơm lên, nó vàng lên. Khi tỏi bắt đầu vàng là mình sẽ cho gừng vô. Mình đảo tiếp một chút xíu cho nó thơm. Gừng cũng đã vàng thơm rồi. Bây giờ mình sẽ cho gà vô. Mình để lửa hơi lớn chút xíu, mình xào cho nó săn gà lại, nó thơm lên. Gà bây giờ nó đã săn, nó thơm lên rồi nè các bạn. Mình xào tầm khoảng 2 đến 3 phút là được. Bây giờ mình sẽ cho nước lọc vô. Nếu như các bạn có nước dừa tươi thì mình cho vô nó ngon hơn nha. Tùy theo gà các bạn dùng cái loại nó dai hay là loại gà công nghiệp á. Thì mình sẽ cho lượng nước để mình kho cái này. Mình sẽ cho trước vào đây khoảng 150ml thôi. 150ml nước lọc hoặc là thay thế bằng nước dừa tươi. Để lớn cho nó sôi trở lại nha. Mình sắp nó cho nó đều nè. Sau khi nó sôi trở lại thì mình sẽ đậy nắp lại và hạ với lửa nhỏ hoặc lửa vừa nha các bạn. Mình kho liu riu thôi. Mình sẽ bắt đầu tính thời gian. Mình kho nãy giờ được 15 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra luôn nha. Mình sẽ để cho nó cạn nước xuống một chút. Rất là thơm.
Và nêm nếm gia vị thì các bạn có thể là điều chỉnh ngay lúc này nha. Nhưng mà các bạn lưu ý là lúc này mình nếm thì nó sẽ vừa ăn, để khi mà nó cạn nó sắc xuống thì nó sẽ nó đậm đà hơn. Còn mình nêm cái lúc này mình thấy nó mặn là hồi nó sắc xuống nó mặn hơn nữa đó. Trong lúc đợi kho gà thì mình có thể là mình đi xào cái phần giá hẹ nha. Mình cho ít dầu ăn vào chảo, mình cho đậu hành vô phi cho nó vàng thơm lên. Hành vàng này mình sẽ cho huyết heo vô. Mình xào sơ để cho nó thơm lên nha. Đảo cũng nhẹ nhẹ tay thôi để nó bể huyết. Sau khoảng 1 phút bây giờ mình sẽ cho chút xíu nước lọc nha các bạn. Khoảng 50 ml nước lọc. Mình nêm vào đây một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê đường, khoảng một muỗng cà phê nước mắm. Mình nêm gia vị vô để cho nó ngấm vô huyết nó ngon hơn, huyết nó không có bị lạc. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại nha các bạn, để cho huyết nó chín hẳn rồi mình mới cho giá hẹ vô sau. Sau khoảng 2 phút bây giờ mình sẽ cho giá hẹ vô nha. Mình sẽ đảo đều nhẹ tay. Giá nó vừa xẹp xuống là được nha các bạn, không cần phải đảo lâu. Mình thấy được rồi nè các bạn. Khoảng 1 đến 2 phút là được rồi. Mình trừ hao một hồi nó còn nóng là giá nó còn mềm nữa. Rồi mình tắt bếp nha. Thịt gà mình thấy được rồi nè các bạn. Nó cạn xuống kiểu xăm sắp như thế này nè. Màu lên rất là đẹp các bạn. Ở ngoài, ở màn hình đó thì không có đẹp. Không có đẹp bằng, mà ở ngoài thì nó rất là đẹp luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Món gà của mình như vậy đã xong rồi đó. Món gà kho gừng với huyết xào giá hẹ của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Hai món này làm ăn rất là nhanh để chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.